Rồi, thì chào quý vị và các bạn, các anh em quay trở lại với video theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn anh em đi theo chăn được để xem ông bác đi câu cá vậy. Bác câu thằng Trúc. Đó, là điểm câu quen thuộc của mình. Mình dẫn cao thủ là đây câu các bạn. Ông bác mới mở hàng lên được con cái rô. Nãy quên để em bọc theo rồi. Bọc này đựng được không? Thôi này được. Được được, cái lỗ nó bự lắm. Đó, mở hàng được một con cá rô nha các bạn. Hồi đánh bữa nay vẫn là mồi dế nha. Các bác đánh là còn chút các bạn xem. Còn đây cám nè, hồi lấy cám nhữ câu. Ngốc luôn. Sâu thấy lên nó chưa quất hả? Ôi 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 cái gô mời các bạn thấy ghê không? Hết màu rồi. Đó, cái gô chà bá lửa. Đó. Quá trời. Con này không rồi kho tiêu rồi thôi gì bằng đó. Quá để lâu rồi. Không không có ấy hả, không có phao hả? Cắn luôn. Rồi. Bác câu gần chút rồi không có phao luôn nha các bạn. Câu canh dây chứ không có canh phao. Nó rồi rồi rồi. Trời ơi, xui ui. Vô rồi. Đó, thằng nói chưa, làm con bự nữa. Vô. Vô. Ba con rồi đó. Dạ. Ủa. Hoài. Không bự hơn bển ha. Mà cái ngon. Con này con đầu nhím. Nó im hơn ạ. À. Đó mẹ, làm con nữa nha. Quá trời ạ. À. Bác đang tóm lưỡi lên nè các bạn. Đây là ba của cầu thủ Hoài các bạn. Rồi giục luôn. Đó các bạn. Cá lên, mình sẽ lại móc một màu quất trong lúc đợi ông bác tóm lưỡi lại ha. Này, bữa. Rồi. Ôi ôi. Rồi kiểu này ổng chịu hết nổi với mình rồi các bạn. Mình hết giới rồi, bắt thức ăn câu. Con cá nó đang thụt lùi thế này nè. Đó. Này có 4 5 con là nhậu là thầy luôn rồi. Cái này nướng ha bác ha. Ôi ngập thụt lùi luôn quý vị ơi. Đang thụt lùi à. Cá này mùa này nó mập, tháng mừng nó mập. Dạ. Có. Con gỗ 2-3 con cái mình dời chỗ cái hồ đỡ nó ăn nữa. Thank you.
phút nữa rồi. Đó, trời ơi. Như để. Con nào ở đây đang thụt lùi hả bác? Đúng chuẩn cái rô mề luôn các bạn. Ông xây qua con nè. Gỡ rồi à. À, hôm nay mình dẫn cao thủ đi câu rô mề nha các bạn. Câu bữa đó 4 con cá cóc, 4 5 con cá chép gì nữa nó đem lên nó quay. Dạ. Quất rồi. Đó rồi, cái chơi. Sư phụ cũng dính cá bự rồi. Cá lứa. Cá này quay chi trời. Cá này quay nó còn ăn bác ơi, còn bác ơi. Hả? Còn ăn, còn ăn. Còn ăn không? Còn. Mình nuôi sướng sướng con cho đỡ ghiền nha. Không câu bên đây đừng đi bác, bên đó có con cá chơi đó, xuống cái đỡ ghiền nha các bạn. Thôi nhấp cá ăn nha, cá ăn nha các bạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Khủng long bạn ơi, con này mình nãy giờ mình làm hai con quá trời khủng rồi bạn. Trời ơi. Cá này dạng cá nó lai mấy con đầu vuông đó bạn, chứ không có gặt vô đồng nha. Cái nào cái đó nó nói cho anh em biết luôn nha. Đó, con nào lấy đèn thù lùi à. Chú câu không cần phao nữa mà canh cái cọng dây dùng ở trong mà dư vô trong khoảng 8 tấc nó phòng xuống cá nó gạch cái thẳng cọng dây trong ngay dàn cầu máy.
hết rồi. Rồi. Còn cá chê nữa nha các bạn. Quay lên. Đó, còn cá chê nữa nha. Giờ con cá chê này nó hơi trọng trọng. Ôi này cái đồ mà nướng lên là nước mắm me một cái. Ngầu trên cái bộ gõ đằng giường nó đẳng ha. Còn gì bằng nữa bác. Đó, nãy giờ làm bọc rồi nó rồi. Đây. Trời ơi đó. Gió rồi ghê không? Cái lóc hả? Hết hả? Nhấp nhấp ra những táp luôn quá. Đó. Nhíu. Ôi, lụm. tiếp tục nó bạn ơi, nãy giờ làm được 7 con rồi, cái rô bự á, nay sư phụ ra tay ông đem cái gần chút theo, ông câu không có phao luôn á, cần phao ha. Có người kia con bắt đó 7-8 con cá chê đó ngay lỗ đó đó bác. Đây là ha. Dạ. Lứa. Trời ơi. Đó. Ui, cá chê vàng rồi. Trên lai gì nó vàng đã ghê đó. Lai. Đó, cá nó nghe quý vị. Câu bằng cám nhữ luôn, muốn nguyên đạm luôn nha. Hồi con cá chê hết sức ngon bác ha. Kỳ lường đầy đẹp ghê. Nút nó gì rồi. Ngoài. Bạn ấy, ông bác cũng còn nhấp nhấp nữa nè. Kia nhấp nó được, hồi này nhấp nó phê luôn. Dế hả? Dế, tét. Lục bình vậy nè. Dạ. Một lỗ. Dạ. Có rô nhiều hả? Câu là có rô cày không? Có rô nhỏ. Mà địa hình này cũng ngon quá, rau chai rồi lục bình được không ha? Núp. Mà lục bình quá thì không có kẻ chó. Cái quá lục bình non nhỏ. Thưa thưa, không bể tay. Nó xuống rồi đó. Câu bằng cám 40 đạm các bạn. Xong cái nắng ướt cầu. Bề cái cần của bác là câu không cần phao nha. Dạ. Đó. Rồi cá rô. Chọc.
nhỏ. Bác đang nắng mò rồi các bạn. Ngồi thì cá mưa lô đạm mà nhồi lại ta xuống mới câu các bạn. Mà dưới khi câu các bạn phải nhử ha. Nhử cá lại rồi câu nha. Chậm nữa các bạn, dính được mấy con đầu nhanh. Ôi 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 ôi. Nãy giờ trông chờ con đó đó. Quay quay. Đó, nãy giờ trông chờ con này nè các bạn. Đây nó cạn quá. Rồi. Cá này đó bạn. Cái nhỏ mới nghĩ là sẽ bị. Kỳ quá nó không. Cái nhỏ nút. Lụm 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 mày à gồ. Cực gì đâu bạn ơi, cá gì giờ không sốc rồi. Nó lòng cá trời lứa. Ủa trời ơi, trời ơi, lúc ở dưới ló mỏ trên dở lên nhấp 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 ăn luôn ha, ăn mồi nhử trắng phao vừa nghe quý vị. Đó quay mát cỡ ra luôn các bạn xem làm gì. Sớm giờ là hai bác cháu là làm một bị các bạn, mình câu được cái ba con à, còn nhiều đó bác không câu dính dữ quá, không quá trời sát thủ rồi. Cái rô cái chơi lúc đầu là dính cái rô bự bự không đó vậy chưa. Bọc luôn đó, còn con là bác làm con đi. Hết sức im. Sấy còn ngắt ở đây uổng rồi.
cá bự. Cá bự, trời ơi, lòng tiêu phao dữ bạn ơi. Chào bạn quý vị nha. Dạ, hai bác cháu thầy trò thì vô bạn ơi. Đó. Giờ đây thành quả quặp cá luôn. Để nhờ sư phụ ông cầm lên cho bạn xem nha. Cũng gần 2 kg à. Đang thu gom cây cần trúc. Cây cần trúc. Lưỡi chư giống lưỡi chư sơ ngắn dài. Đây. Cây cần trúc đây. Đó, khoảng nãy giờ khoảng được tiếng không tới đâu ha bác. Cỡ nửa tiếng. Cỡ nửa tiếng. Nửa tiếng. Đó, được nhiều. Rồi em chào quý vị các bạn nha. Em nha, về thôi. Làm phán ký gửi.